Mẹ sắp xong chưa, con đói quá. Ừ, mẹ sắp xong rồi, con vào bài tiếp đi nhá. Xong mẹ gọi. Con chào bà. Con chào bà. Hai mẹ con mới chuyển đến đây à? Dạ, vâng, cháu mới chuyển đến ạ. Cháu mua rau gì cho bà đi? Cháu nấu cơm sắp xong rồi ạ. Trong tủ nhà con vẫn còn rau, con không mua gì đâu ạ. Bà thông cảm nhé. Hay là lấy một ít rau để mai mà ăn. Rau bà tự trồng sạch lắm, nên là cứ yên tâm. Dạ, vâng, thế cũng được ạ. Nhưng mà con lấy ít thôi bà nhé. Lấy ít thì bà cho, bà không lấy tiền đâu. Bà cảm ơn. Bà không lấy tiền ạ. Thôi, bà đi về nhá. Bà về nhá. Con của mẹ bỏ bài vở ra, xong làm bài tập đi nhá. Hôm nay mẹ đi làm về hơi mệt. Con chơi ngoan, học ngoan để cho mẹ nấu cơm nhá. Vâng ạ. Ngoan lắm. Hai mẹ con hôm nay có ăn rau gì cho bà không? Bà ơi, trong tủ lạnh nhà con vẫn còn nhiều rau lắm. Bà thông cảm, hôm nay con không lấy gì đâu ạ. Tin chào bà đi con. Chào chào bà. Bà chào con. Con chào bà nhá, con đang vội. Mẹ ơi, sao hôm nay mặt bà buồn thế à mẹ? Con chào bà. Chào hai mẹ con. Bà ơi, hôm nay bà có rau gì không ạ? Bà vừa hái được ít rau bà để trong nhà, lát bà mang cho nhá. Vâng ạ. Bác tổ trưởng, bác ấy bảo là cho bà trồng hết cái đám đất trống ngoài kia kìa, để cho nó sạch sẽ, giữ vệ sinh chung. Vâng. Làm cho nó đỡ buồn. Vì bà ơi, thế bà ở một mình ạ? Bà ở một mình buồn lắm con ạ. Các con nhà bà đi làm ở xa, bà cứ lủi thủi một mình. Bà trồng những cái rau này rồi bà cứ mang cho mỗi nhà một ít. Bà chỉ thèm tiếng người thôi. Bà ơi, hay là từ bây giờ bà cho cu tin nhà cháu sang chăm rau với bà được không ạ? Bà dạy cháu nó cách chăm sóc rau, rồi trồng rau như thế nào, để cho cháu nó vừa hiểu biết, lại còn vừa được lao động nữa. Thế có được không bà? Chứ mẹ con cháu mới chuyển đến đây chả quen ai. Thế thì tốt quá, còn gì bằng nữa. Bà chỉ cần có người để nói chuyện cho nó đỡ buồn con ạ. Vâng, thế con gửi cháu luôn nhá bà nhá. Được rồi. Cu tin, con ở đây với bà ngoan, mẹ chạy vào nấu cơm, khi nào xong mẹ gọi. Xong rồi con mang rau của bà về cho mẹ được không? Vâng ạ. Ừ, ngoan lắm. Bà ơi, đây là rau gì ạ? Đây là rau muống con ạ. Bà cứ trồng xong rồi bà tưới cho nó lên nhanh con ạ.